Xin chào tất cả các bác nhé. Tôi có cái cây sung nhỏ nhỏ này, nó chưa ra quả đâu. Tôi đào, tôi đánh nó về cách đây cũng từ tháng 6 năm 2018 thì đến nay là cũng được 6-7 tháng rồi. Giờ là thời điểm bắt đầu là tôi đầy đọa nó để cho nó ra quả. Đầy đọa bằng cách nào các bác biết không? Giờ tôi sẽ dùng phương pháp là cắt nước. Cắt nước là nhằm mục đích cho cái lá này này nó già và nó rụng. Nó rụng và cành này nó già đi này. Nó kích thích nó bật những cái mầm mầm chồi và mầm quả. Kích thích nó bật những cái mầm này ra. Để cho nó cây này là đến thời điểm là mình có thể là cắt nước rồi. Tôi đã uốn định hình cho nó uốn thành một cái cây quái nha các bác nhé. Cây này sau này là cành nó to lên là nó thành những cái cành quái này các bác. Đường chạy thì nó chạy xuống dưới này quái. Vết sẹo cũng đang kéo sẹo. Tôi dựng đỉnh ở đây một cành xuống này. Cành dưới này nó ra rễ rồi các bạn đây này. Chỗ cái đầu mới kéo thì rễ nó bắn này, nó phun này. Đấy, cái cành này này nó ghim nó xuống đất này, nó phun rễ này. Sung này thì cái dòng sung có quả rồi, dòng sung có quả thì nó cũng dễ cho quả. Giờ tôi dùng phương pháp cắt nước. Cắt nước xong rồi là khi nó héo lại tưới nước. Tôi cứ làm đi làm lại. Các bác nhớ đăng ký để theo dõi video nhé. Tôi sẽ làm video cái cây này đến lúc có quả thôi. Đúng nha, cái tháng này thì cũng không phải là tháng mùa của quả sung đâu. Tháng mình làm vào cái tháng mà 6 tháng 7 thì nó dễ ra quả hơn. Ngày xưa tôi cũng làm vài cây như thế này này, nó cũng ra quả đấy các bác. Lưu ý nhé, các bác lưu ý nhé. Khi cắt nước ấy, thì trước khi cắt nước ấy, thì các bác phải cho nó ăn thật tốt rồi nhé. Tôi cách đây một tuần trước ấy, là tôi cũng cho nó tưới bằng phân NPK các bác. Giờ là có nghĩa là cành lá của nó là đang rất nhiều chất dinh dưỡng. Nó đang nằm ở trong cành lá. Nên bây giờ mình cắt nước cho nó là nó kiểu nó tức ấy. Nó dư chất nó mới tức là nó dồn ra những cái mầm thật mạnh. Mà khi cắt nước nhá là cảm thấy nó héo là các bác phải tưới lại nhá, chứ không là cái cây sung này mà nó thiếu nước là nó bỏ cành luôn ấy. Những cái cành này mà nó đã nó rụng mà các bác mà thiếu nước mà quên tưới nữa là nó bỏ cành. Cái cành này, những cái cành này là nó khô hết cái đầu ngọn, là nó chết dần vào trong ấy, là coi như là bao nhiêu công tạo cành là cũng vứt bỏ luôn. Các bác xem mình nhớ đăng ký để theo dõi. Nếu mà muốn một cái cây như này ra quả thì phải làm nhiều lần, lặp đi lặp lại. Cắt nước thì héo lại tưới nước, cắt nước héo lại tưới nước thì nó mới ra quả, chứ không phải là làm một hai lần là nó ra đâu các bác nhé. Lâu đấy, cũng phải nhanh thì phải 2 đến 3 tháng. Tại vì cây này nó cũng là cây mới mà, nó không phải là cây cũ. Cái này từ ngày trồng đến giờ thì mới được 6 tháng. Tôi đào một cái gốc về tôi cắt ngang đây. Đấy. Giờ nó là tôi nuôi cái mầm này. Sau này mà nó đã ra quả được rồi thì mình không cần phải nhổ nó lên. Cái này là cái chậu tạm này thì mình xé nó ra luôn.
cắt này ra luôn, hoặc là mình đặt luôn vào một cái chậu đẹp của nó, thì mình thả nước luôn. Sung mà đã có quả mà thả nước thì tuyệt vời luôn. Các bác nhớ đóng góp ý kiến nhé. Có những phương pháp nào hay hơn thì các bác cứ bình luận phía bên dưới. Vâng, chào tất cả các bác.